Hey, xin chào cả nhà nha. Hôm nay là hai anh em sang đi thả lưới tiếp nha cả nhà. Giờ này là sang cũng tới tại bữa. Bây giờ là hai anh em sang chạy ra ngoài lên đầu trên đó đó, ra giữa sông rồi đó đó. Rồi mình thả lưới vô tới mé bờ luôn nha cả nhà. Bữa nay ít xuồng thả có 2-3 chiếc gì đó, 2 chiếc. Chứ sang nữa. Chứ mấy chiếc đi trước cũng là hết trơn, bữa nay chắc 7-8 chiếc nữa nè. Ít cá cho nên ít xuồng thả. Giờ này là cỡ này, tháng này là gió chướng nha cả nhà. Sóng dữ lắm luôn nha. Bây giờ là hai anh em sang chạy vào đó đó, bủa vô tới mé bờ luôn, ra giữa sông đó nha cả nhà. Rồi, ngày mới xin chúc cả nhà có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc bên gia đình nha. Còn đây nè cả nhà, cái này là mấy cái cờ là để đầu cóc lưới nha. Mới to luôn, mới hàng. Sáng sông tiền thật là đẹp cái nè, nắng lên xa xa dưới đó thì là bờ kè Tân Châu. Này anh em sang bổ vô tới mé cái nè, rồi dẫn dài xuống tới ngã ba Tân Châu, dưới đó là kéo lưới rồi. Rồi tới nào hai anh em sang bổ lưới xong rồi sẽ quay tiếp cho cả nhà xem nha. Cá cả nhà ơi, cốc kè, quá đã luôn cả nhà. Cốc nha, đẩy cốc thả con vào.
Thôi tôm, tôm, tôm cả nhà. Tôm cay luôn. Vô vô. Quạch đã. À, tôm nha cả nhà. Ngon ghê không? Xanh nha. 500 ngàn ký. Giờ là anh em Sang cũng thiền đó cập bến rồi nha. Anh em Sang cũng mới về tới bến luôn nghe cả nhà. Bây giờ bữa nay anh em Sang thả hai dạo lưới được là ba con. Đây một con cá chấm cỏ nè cả nhà. Con này chắc khoảng 2 kg chứ một con tôm càng. Tôm càng xanh, tôm càng xanh nha. Chắc có khoảng 250 gram nè, để bắt Sang bắt cho cả nhà xem. Đó. Ngon ghê cả nhà. Tôm này mà rang me thì ngon bá cháy luôn. Quá ngon luôn. Chắc hơi cỡ 250 gram nha cả nhà. Tôm này khoảng 100 ngàn. Dưới một con cá cóc phời luôn nha cả nhà. Đó, quá đã luôn cả nhà. Chắc cỡ khoảng 1 kg, 1,2 kg gì nha.
Cá này là sang chưa có bán nha cả nhà. Bây giờ là thả rồi, giờ để ở đây nè, chưa bán. Giọng ở đục này. Có ai ở sớm mua thì mình bán. Chứ cá này lợi lái người ta thì giờ này thì người ta không có căng. Có cá cốc thì người ta căng, mà con cá quá nhỏ cũng hai anh em cũng làm biếng không có chia đi bán luôn. Do cái này năm nay cái nhà cá quá thất thu, chứ năm ngoái cái này là thả anh em sang thả một ngày là 7-8 con, 9-10 con không thôi là mình xuống dạo lưới gì đó, mình nằm tài một ngày một giác lưới, mà thả một giác lưới là không chơi, là năm ngoái là 4-5 con không chừng, 3-4 con đều đều luôn, giác nào cũng dính hết chân. Mà năm nay lượng cá quá thất thu cả nhà, thả với bãi lưới với là không có ai đi thả chân luôn nè. Anh em về đậu sùng đó, vì sùng lưới giờ là cặp bến dây dây luôn 4 chiếc. Còn anh hai của Sang thì thả chưa có về nha. Đó cả nhà, đậu sùng với đậu dưới nước cũng đậu trên bờ luôn. Trừ quá dữ. Giờ này á cả nhà là nước cỡ qua gần nước lớn rồi nha. Giờ này là 2 giờ chiều. Ghi nước gần lớn, lát là lớn. Để Sang quay cảnh sông nước cho cả nhà xem nha. Đẹp lắm. Tàu ghe tấp nập chân luôn. Xà lan thì đông rồi đó, đông như cái chợ luôn á. Dây luôn, còn bên vách bên kia nữa. Đó cả nhà, thả ngày nãy được nhiều là mừng lắm nha cả nhà. Bây giờ Sang cũng xin kết thúc video ở đây. Cả nhà có thấy hay á thì cho Sang xin một like và một lượt đăng ký kênh nha. Ủng hộ anh em Sang để Sang anh em Sang có nhiều động lực ra nhiều video cho cả nhà xem.